video clip này là một chiếc xe Delmatic Super số tượng đời 2007 có nhá, 2007. Vừa đăng ký đầu năm 2009, xe rất là sạch sẽ gọn gàng. Máy động cơ rất là nhỏ cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Nội ngoại thất của xe rất là tươi và còn rất là mới nhá. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, còn rất là cứng chắc. Xe còn rất là cứng luôn. Đấy, vô lăng đẹp chưa này các bác này. Đấy, vô lăng đẹp này, cần số đẹp này. Wow. Xe trang bị là hai túi khí an toàn các bác nhá, hai túi an toàn luôn. Xe chất lắm, các bác xem hết video để mình cảm nhận chi tiết chất lượng của chiếc xe này nhá. Đó là phần nội thất, em quay sơ qua một chút. Còn bây giờ là cái phần bên ngoài của chiếc xe nhá. Xe ngắn gọn, rất là xinh xắn. Được đăng ký biển Hà Nội, tên tư nhân, biển 5 số rồi. Chiếc xe có nước sơn màu bạc rất là sáng, nước sơn rất là bóng nhá. Chiếc xe thân vỏ đẹp khô lỗi, cho nên là thân vỏ nó còn rất là căng. Chiếc xe đảm bảo cho các bác luôn, không bị lỗi gì. Không bị lỗi như là lỗi va chạm ngập nước này. Và keo chỉ của xe là hiện tại là vẫn còn nguyên nhá. Máy số ngon, mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường, đăng kiểm dài. Lốp của xe là dày nhá, lốp của xe cũng rất dày này, lốp rất là dày luôn, sơn xi sạch đẹp, bóng bẩy. Đây các bác xem, mình cùng đón xem chi tiết nhé, em quay gần một chút này. Đấy, vỏ kêu loang quang luôn. Và tôn vỏ của dòng xe Matiz này nó dày hơn dòng Spark các bác nhá. Đấy, Spark thì tôn vỏ nó sẽ mỏng hơn, rất mỏng hơn. Dòng này là dòng nhập khẩu mà. Đấy, đây, thân vỏ bên ngoài của xe này, đồ nhựa, đồ tất cả mọi chi tiết của chiếc xe rất là đều, toàn xe đẹp, giới thiệu lên cho các bác xem thôi. Giá thành hợp lý, tất nhiên là hợp lý với lại chất lượng của xe rồi đúng không ạ, hợp lý chất lượng của xe. Đây phần nội thất đây, quay nội thất luôn cho các bác xem nhé, đẹp căng luôn này. Xe nào cũng vậy, là bây giờ càng ngày thì bên em lại càng tuyển chọn những mẫu xe đẹp. Đây các bác xem, khóa móc của xe rất là sáng này. Tuy rằng là chỉ có hơn 100 triệu thôi, nhưng mà chiếc xe thì vẫn còn rất là đảm bảo về chất lượng, mình sử dụng yên tâm. Sàn của xe đã được lót thảm 5D rồi, ghế được thiết kế cải hai màu. Bộ ghế da của xe cũng rất là mới nhá, điều hòa mát rượi, màn hình cam nùi. Chiếc xe em mua của gia đình sử dụng nhá, mua của chính chủ luôn. Chủ xe đi rất là dữ và rất là chịu đầu tư vào xe, đầu tư rất là nhiều đồ chơi thôi đúng không ạ. Sàn của xe đây vẫn là sàn lý nhá, sàn lý được lót thảm 5D. Xe sạch sẽ gọn gàng cả con luôn, từ trong cho ra bên ngoài. Đây keo chỉ đây, những cái đồ nhựa này các bác xem này, những cái đồ nhựa này, những cái phần gioăng cánh cửa này. Các bác nhìn trên video thì các bác có thể thấy là không có cái chỗ nào xấu cả đúng không ạ. Chiếc xe rất là đều, không có chỗ nào xấu luôn, đẹp đều luôn. Đây, phần này vẫn là nỉ nhá. Đấy, những cái phần sần nhựa ở đây này, đấy, xe đi ít cho nên là cái những sần nhựa ở đây nó còn đấy, nó nổi lên rất là cao này. Đây này, sần nhựa này, nếu mà đi nhiều nó sẽ bị kém nhá, và thậm chí nó mòn luôn các bác ạ, thậm chí nó mòn luôn. Rất đẹp này, quay kỹ cho các bác mình cùng xem nhé. Bộ ghế của xe rất là mới. Ở đứng đây thì mình có thể nhìn thấy toàn bộ phần táp lô của chiếc xe này. Hai túi khí an toàn luôn. Ở phía sau thì được thiết kế thêm hai loa nữa. Đấy, loa này là loa độ thêm nhé.
âm thanh nghe rất là hay. Để độ thêm hai loa nữa này. Chỗ này là vị trí mình để đồ. Đây các bác xem này, cái phần móc khóa này không bị han luôn, nhiều con đã bị han rồi. Ở chiếc này còn rất là sáng đẹp này, rất là sáng đẹp đấy. Nỉ cũng vậy, nỉ nó rất là sáng đây. Dưới đây là lốp dự phòng nhé. Mình vào trong nhà nhé, vào trong kia. Có từ dưới không? À đây, kêu cứ vào. Vào trong bãi. Alo. Rồi, tiếp tục ạ. Thì mời các bác cùng đón xem chi tiết những phần này. Đấy, cái đồ nhựa này các bác xem này, rất là mới luôn này. Đồ nhựa xe rất là mới luôn này. Chiếc xe còn rất là đều, đều từng chi tiết luôn. À, từ cái phần chỗ phần nhựa mà bước ra bước vào này, đúng không ạ? Từ cái phần nhựa bước ra bước vào đây. Quay rõ lớp cho các bác xem nhé. Mình nếu mà đang tìm một chiếc xe hơn 100 triệu mà là số tự động đấy ạ, thì đây là một chiếc xe đẹp và chất lượng cho các bác mình mua. Tất nhiên thì với tầm tiền hơn 100 triệu thì mình cũng có một số lựa chọn như là dòng Kia, đúng không ạ? Nhưng quan trọng ở đây thì nó là chất lượng thôi. Chứ còn hơn 100 triệu thì các bác cũng có nhiều sự lựa chọn mà, đúng không ạ? Chi tiết cho các bác xem. Tem của xe đây nhé, thông tin, đây là thông tin của chiếc xe. Đây, quay gần một chút cái phần vô lăng này, đây các bác xem, vô lăng rất là đẹp nhé, tắp nô này. Gai sần nổi lên rất cao này, đúng không ạ? Rất là cao. Đồ nhựa bên trong phải nói là như những chiếc xe đời 2010 mấy luôn. Như cái phần nội thất của chiếc xe này đẹp như kiểu 2010 mấy luôn vậy. Bây giờ thì đến phần vỏ bên ngoài và phần gầm nhé. Chiếc này có cam nùi rồi. Cửa đóng chắc chắn, tôn vỏ dày nhá. Đây, các bác nghe này, tiếng tôn này. Bây giờ mời các bác xem phần bên ngoài của chiếc xe. Đây, rất là căng, đúng không ạ? Rất là nét luôn. Lốp dày cả dàn nhá. Đây, lốp dày này, mà là loại đồ là lốp mít luôn, lốp xịn đấy ạ. Chiếc xe cũng đã được độ lên răng loại thể thao hơn rồi, nhìn giống như mẫu xe đời cao, đúng không ạ? Và chiếc xe được thiết kế có cả mắt cảm biến lùi này. Đấy, mắt cảm biến lùi luôn nhé. Chi tiết cho các bác ngắm. Chiếc này biển Hà Nội, mình có để nguyên biển cũng được nhé, để nguyên biển làm công chứng ủy quyền. Đây, lốp nữa đây, lốp rất là dày nhé. Bộ lốp này cũng có tầm loanh quanh chục triệu rồi, đúng không ạ? Nhiều khi các bác mình mua chiếc xe đẹp, giá thì hợp lý nhưng mà bộ lốp nó lại bị mòn, đúng không ạ? Thế là về đi thay cũng mất cả chục triệu, tính ra thì thậm chí nó còn đắt hơn. Đây, thân vỏ căng đẹp, rất là khít, rất là đều. Đây, lốp các bác xem nhé. Chiếc xe rất là đều luôn. Đây, đây là phần hình thức bên ngoài của chiếc xe Dematis này. Đây, có xem
kính bọc dán rồi nhá. Những cái lẹp, những phần nhựa bên ngoài đẹp chưa? Đúng không? Bây giờ phần máy, phần gầm gửi cho các bác luôn. Ở đây, không mục mọt gì nhá. Gầm sáng đẹp này. Đấy, khu vực gầm sàn. Đây các bác xem. Gầm đẹp đúng không ạ? Bây giờ phần động cơ của chiếc xe này. Đấy, máy em vẫn để bẩn nguyên nhá. À, chiếc này máy ra máy của xe rất là sáng đây. Hơi bận một chút cho nên là chưa kịp rửa. Nhưng mà máy thì các bác yên tâm rồi. Ở chiếc này có cả cục phanh ABS nhá. Nhiều con không có đâu. Đây chính là cái cục phanh ABS của chiếc xe này. Máy thì khô ráo sạch sẽ. Có chỗ lắp dầu kia thì khi đổ dầu là bị vương ra một tí thôi. Chứ còn cái máy rất là khô nhá. Khô ráo, máy nổ êm. Các bác yên tâm, riêng về máy của chiếc xe này thì các bác yên tâm nhé. Máy cực chất nhé. Máy số đại chất luôn. Đấy, không có gì để mà chê được về vấn đề máy và số của chiếc xe này. Đấy, chiếc xe đây Matiz 2007 đăng ký 2009 nhập khẩu nguyên chiếc. Em cũng đã quay và giới thiệu đầy đủ cho các bác mình thông tin rồi. Mình cần thêm chi tiết nào nữa thì hãy kết nối Zalo, alo trực tiếp theo hai số là 093 8586307 đến trực tiếp tại địa chỉ 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương để được xem xe, cảm nhận, chạy thử nhé. Rất nhiều xe luôn, hơn 100 chiếc xe các loại, hơn 100 chiếc xe các loại với phân khúc tầm tiền từ lấy quanh 200-300 triệu là nhiều nhé, 200-400 là nhiều, rất là nhiều. Các bác mình hãy đăng ký kênh để được xem thêm, đăng ký theo dõi, nhấn chuông để được xem những mẫu video mới nhất bên em đưa lên. Các bác tham khảo mình khi nào có điều kiện thì mua sau. Đấy, các bác cứ tham khảo. Và các bác cho em xin lần like nhé, lần chia sẻ với. Em cảm ơn.